Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với channel review show của mình. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu các bạn một cái ISO có tên là Tealthcrypto. Thì nó có trang web như trên đây ha. Thì cái video của mình không nhằm mục đích khuyến khích mọi người mua bán cũng như là trao đổi ISO, chỉ mong giới thiệu các bạn những cái đồng coin mà theo mình đánh giá cá nhân của mình là cũng khá là tiềm năng và giới thiệu cho mọi người cùng biết ha. Thì cái đồng coin này có tên là nó đã bán được cũng khá là nhiều rồi, các bạn thấy đây ha. Chi tiết không bán mã ISO của nó là mỗi ISO thì sẽ không nhắm 5 đô và mục tiêu số tiền sẽ là 200 triệu đô và lượng mua thấp nhất là 500 đô. Thì cái việc phân phối token của họ nè các bạn là vào cái việc AD và DO là 15%, Bitcoin develop là 12%, UT develop và một số cái thông tin ở đây thì các bạn có thể xem hiểu rõ hơn cũng như cái việc lộ trình của họ. Thì ở đây là cái việc thì họ sẽ nói về cái SES ISO là gì. Nhất là cái này là một cái nền tảng business model, tức là một cái, các bạn hay dịch đây ha, không hiểu các bạn có thể dịch từ tiếng Việt nè, có kinh nghiệm và chuyên môn để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn bằng công nghệ blockchain nè, mã hóa cũng như là hiệu suất trên nền tảng hiệu suất cao nè, lưu trữ đám mây và cũng như một số cái cấp bằng sáng chế nè. Giới thiệu là Quantum Supermind Security là một hội đại truyền thông nè, phát triển mạng lưới điện tử lớn nhất được khuyến khích và tương tự bền vững như trên công nghệ blockchain nè, sử dụng mẫu thông báo chia động độc quyền và từ đầu đến cuối nè. Và nhóm nghiên cứu của họ cũng đang tạo ra một cái hệ sinh thái duy nhất nhận dạng số an toàn sẽ vượt trội hơn bất kỳ hệ thống ID hiện có nào và riêng tư yêu cầu sẵn có nè. Điều rất là tuyệt vời ha, cũng như là cái việc mà thông tin của họ ở đây về cái việc Grab Submod hay năm 2018 nè, họ giải quyết cái vấn đề này và quý 2 thì Rosette, tức là cái việc hoàn thành cái network Quantum này và họ sẽ blockchain test để với lập và tới năm 2019 thì exchange lao cái việc Webit exchange sẽ phát triển ha. Autem các bạn thấy đây thì có một số cái câu hỏi nằm ở đây ha, như là steps reward how chain nè, các bạn có thể nhìn thấy ở đây tất cả đều cái hướng dẫn đăng ký website cũng như là mua bán họ ở đây ha, rất là tuyệt vời. Reform nè, cũng như là Quantum Mesh Network có rất là nhiều. Contact của họ thì các bạn có thể ở đây có địa chỉ công ty rõ ràng, số điện thoại cũng như là một số cái thông tin của họ ha. Ngoài ra các bạn có thể tham gia mail hoặc là theo dõi Telegram của họ để cập nhật thông tin. Thì Telegram ở đây các bạn có thể tham gia Telegram, cộng đồng Telegram của họ để cập nhật thêm thông tin về cái ISO mà các bạn quan tâm ha. Đấy, tuyệt vời. Vậy ha. Đây là một số thông tin mà các bạn mình muốn trao đổi với các bạn thông qua cái ISO này. Thì xin cảm ơn các bạn. Thì để phát triển kênh hơn, các bạn nhớ subscribe, like và chia sẻ video giúp mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.